Anh chị em thân mến, anh chị em vừa nghe lời Chúa nói với chúng ta. Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu những điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái mà lại tỏ ra cho những người bé mọn. Chúng ta thấy Chúa làm việc rất là lạ lùng. Có những con người tưởng chừng như không làm được gì thì Chúa lại ban cho những ơn sủng để làm những chuyện lớn lao hơn cả những người tài giỏi nữa. Vì vậy cho nên chúng ta thấy có những khi những người trước mặt thế gian không là gì cả, mà rồi khi được ơn của Chúa, họ trở nên những con người làm được những điều quá sức là kỳ diệu. Như chúng ta thấy có Thánh John Vianney, là một vị thánh mà khi còn ở trong chủng viện bị coi là một ông thầy học dốt đến nỗi thầy giáo phải phê vào trong sổ là đồ con lừa, dốt quá. Nhưng rồi khi làm linh mục thì lại là người cứu giúp rất nhiều linh hồn, người ta đến xưng tội và Ngài giải tội cho họ và giúp cho họ được trở về với Chúa. Và đặc biệt là Chúa ban cho Ngài có khả năng đọc được những vấn đề trong linh hồn người ta, thậm chí có những tội người ta chưa xưng thì Ngài bảo tội này này con xưng đi. Người ta muốn giấu tội, Ngài cũng bảo tội này phải xưng ra hết nhé. Và tất cả những người đến với Ngài xưng tội một lần thôi là thay đổi cả cuộc đời. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ở bên Pháp, cái xứ mà Ngài đã ở đó là xứ Arx. Nhà nước phải làm một con đường xe lửa từ Paris đến đó để cho người ta đi đến để xưng tội thôi. Và muốn xưng tội có khi người ta phải xếp hàng cả tuần lễ mới có thể xưng tội được. Nhưng người ta xưng tội xong thì cuộc đời họ được thay đổi. Những người tưởng ra không làm được gì, thế thì Chúa lại ban ơn. Và ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giêrô, là một vị thánh ở trong dòng gọi là một người giáo dân. Nếu nói là không có chức thánh, không phải là linh mục, chỉ là tu sĩ thôi. Nhưng tu sĩ ấy ở trong nhà dòng không lâu, chúng ta biết chỉ 5 năm khi được nhận vào, khi chưa có lời khấn gì. Ở 5 năm thôi, nhưng đã làm được biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Mà cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy thánh nhân được người ta tôn kính. Nếu anh chị em về Sài Gòn, anh chị em thấy có bàn thờ kính Thánh Giêrô, và ở đó người ta cầu nguyện và nhiều người được ơn của Ngài. Bởi vì Ngài đã sống một đời sống rất là nhỏ bé, như là một người trong nhà dòng. Ngài sống rất là khiêm tốn. Thậm chí khi đi xin đi tu, nhà dòng cũng từ chối bởi vì Ngài ốm yếu quá, sức khỏe không thể làm được một ông thầy. Nhưng rồi cuối cùng Ngài tha thiết, đến nỗi Ngài nói nếu mà đuổi con về thì con cứ ngồi ở trước cửa nhà dòng ăn mày cho đến khi nào mà con được nhận thì thôi. Và ra đi, để bỏ nhà ra đi để đi tu cũng khó lắm. Phải để lại một tờ giấy với mẹ rằng mẹ ở nhà, con đi làm thánh, đi tu là muốn nên thánh. Và chúng ta cũng biết Ngài là người được Chúa ban nhiều ơn lắm, học hành không bao nhiêu, làm công việc rất là tầm thường, vá may, rồi đi làm công việc làm công cho người ta. Nhưng Chúa ban cho Ngài những ơn rất là lạ. Thí dụ một lần kia chúng ta thấy Ngài đi làm cho Đức Giám Mục Albini, Ngài làm công việc như là một người đầy tớ thôi, rồi chẳng may rớt chiếc chìa khóa xuống giếng. Mọi người nói thế là hôm nay về là sẽ bị Đức Giám Mục quát mắng nhiều lắm đấy. Mất chìa khóa của nhà thì làm sao giải quyết. Nhưng thánh nhân rất bình tĩnh, nói rằng không sao, Chúa lo liệu. Và chạy vào trong nhà thờ lấy cái ảnh Đức Giêsu gọi là hài đồng, Chúa Giêsu hài đồng, bỏ vào trong cái gầu, thả xuống giếng và kéo lên thì thấy Chúa Giêsu đang cầm chìa khóa trong tay. Và thế là mọi người vui sướng và thấy rằng đây là một con người sống một cái niềm tin rất đơn sơ nhưng mà trông cậy vào Chúa. Rồi chúng ta thấy khi Ngài đi đến đâu, Ngài cũng đem sự cứu giúp của Chúa đến, gặp người ốm đau bệnh tật, Ngài cầu nguyện thôi. Có một người đem một cái người bị tay chân bị dập nát hết rồi, Ngài bảo quỳ xuống cầu nguyện đi, đọc kinh lạy Cha, xong là người kia khỏi, đứng lên đi về. Và khi mà người ta đưa đến bệnh nhân cho Ngài thì Ngài nói
đến nơi yên tâm đi khỏi đấy. Và ngài bạch dấu thánh giá, thế là đứng lên khỏe mạnh đi về như không có bệnh gì. Thậm chí cả một y sĩ, người đi chữa bệnh cho người khác, cũng đem tới xin ngài đặt tay cầu nguyện. Ngài cho một cái thánh giá đặt lên, bảo cầm thánh giá này đem về khỏi bệnh. Bao nhiêu người được khỏi, bởi vì cái tình thương mà Chúa trao ban cho ngài, nó được thánh hóa rồi, ở trong Chúa rồi, nên một với Chúa rồi, cho nên biết Chúa muốn gì. Và vì vậy cho nên cái phép lạ ngài cầu xin không phải là ngài làm với khả năng riêng của mình thánh thiện, mình tốt lành thì mình làm được điều lành. Không, Chúa muốn đấy. Hiểu được Chúa rồi, Chúa muốn người này khỏi là khỏi. Người khác thì ngài nói là thôi cầu nguyện đi, sắp đến ngày Chúa gọi rồi, biết luôn để chuẩn bị cho tốt. Vậy thì không phải là dùng quyền của mình, dùng khả năng của mình, mà kết hợp với Chúa. Ai kết hợp với Chúa, gắn bó với Chúa thì làm những điều kỳ diệu, là làm theo ý Chúa. Và đấy là điều mà chúng ta thấy nơi Thánh Giê-đô, một con người nhỏ bé, khiêm tốn, tầm thường, nhưng Chúa tác động và Chúa biến đổi. Và con người ấy trở thành dụng cụ của Chúa ở giữa thế gian, để thương yêu người ta, thay mặt Chúa thương yêu người ta ở giữa trần gian này. Cho nên ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta thấy không phải đó là điều chuyện xa xưa xảy ra từ hồi nào ấy. Bây giờ ngày hôm nay vẫn có những con người rất là đơn giản sống như vậy, và được Chúa sử dụng để đem những ơn lành cho người khác. Anh chị em thấy khi quý thầy và quý cha lần đầu tiên đến vùng đất Gia Lai, ở tại nơi đây ngày 10 tháng 10 năm 1969, thì chúng ta đã thấy rằng chính các ngài cũng đã có kinh nghiệm là cầu nguyện với Chúa, là Chúa ban ơn lành. Đấy, có cha hơi tín ở đây, anh chị em thấy rằng ngài cũng đã từng kể lại những sự kiện một người có đứa con bệnh tật, không thể nào, không hy vọng gì sống nổi, thì mời các cha các thầy đến và cầu nguyện xong thì đứa con ấy ít ngày sau khỏe mạnh như bình thường, lớn lên khỏe mạnh tốt đẹp. Cho thấy rằng nếu tất cả những người nào đi loan báo tin mừng của Chúa thì trở thành những người có thể đem những cái điều tốt lành của Chúa xuống cho người khác. Vì vậy cho nên thưa anh chị em, khi nói đến việc anh chị em loan báo tin mừng thì không phải là chúng ta kéo người ta vào theo đạo, kéo người ta đi với mình cho vui, cho đông, cho mạnh. Không, chúng ta thấy được họ cần được trở nên con cái Chúa để hưởng được biết bao nhiêu điều lành. Nhiều lần người ta đem người đến với tôi xin cha chữa lành hay trừ quỷ cho họ. Tôi nói rằng thì là không phải tôi mời gọi họ để theo đạo đâu. Tôi nói là nếu được Chúa chữa thì phải trở nên con cái Chúa. Vì nên con cái Chúa thì mình được Chúa bảo vệ, được Chúa thương, được Chúa gìn giữ. Thì tại sao mình không đem cho người ta những điều mà mình có thể cho họ? Vậy thì thưa anh chị em, tôi nói với anh chị em là chúng ta hôm nay mừng lễ Thánh Giê-rô, chúng ta thấy ngài là cái người đã làm những điều rất kỳ diệu. Nhưng kỳ diệu không phải để phô trương cho người ta thấy mình tài năng đâu. Kỳ diệu để cho thấy tình thương của Chúa. Tình thương của Chúa có thật. Tình thương của Chúa thực sự đang ở với chúng ta. Và như vậy thì nếu chúng ta nói về Chúa, nếu chúng ta cho người ta biết về Chúa, thì Chúa sẽ hành động để chúng ta thấy Chúa có đó. Chúa đang hiện diện sống động, có thật đấy. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta sống có Chúa với chúng ta không? Chúng ta có thấy Chúa hiện diện thật sự với chúng ta không? Những điều kỳ diệu không thiếu đâu thưa anh chị em. Tôi đã từng chứng kiến có những người đi không được, nhưng khi được gặp Chúa, được Chúa biến đổi, và nhất là được Chúa tác động, đứng lên như một người bình thường, khỏe mạnh hoàn toàn. Vì sao vậy? Khi thấy được ơn huệ của Chúa, chúng ta phải nhận ra rằng Chúa đang có mặt với chúng ta. Và tin mừng có thật, tin mừng chúng ta loan báo không phải là chuyện viễn vông, không phải là chuyện xa vời, mà nó là sự thật. Và thưa anh chị em, Chúa muốn tỏ bày lòng thương xót của ngài qua chúng ta. Và qua Thánh Giê-rô, chúng ta thấy Chúa tỏ lòng thương xót những con người yếu đau, bệnh tật, nghèo khổ. Nghèo khổ không có gì thì chính Thánh Giê-rô có gì là cho nấy. Ngài vừa được ông cậu cho bộ quần áo, thấy lạnh quá cho cái áo lạnh, ra tới cửa cho người khác mất. Ông cậu hỏi tại sao cháu lại đem cho, bảo cháu thấy người đó khổ hơn cháu, và cho luôn.
Và với cái con người với tấm lòng như vậy thì Chúa đổ tràn đầy cái phúc lành để có thể cho người khác nhiều hơn. Cho nên khi mà dân chúng đói kém, Ngài đem bánh trong nhà dòng ra, lấy tất cả bánh ở trong nhà ra phát cho dân. Người một thầy khác nói: cha ơi, ông thầy này ông lấy hết đồ ăn của nhà dòng rồi, không còn gì ăn đâu. Thế thì bề trên hỏi: tại sao lại lấy hết đồ ăn nhà dòng ra phát như vậy? Bảo: thưa cha, vẫn còn đấy. Thì ông thầy kia bảo: chẳng còn gì đâu cha, thôi đi vào xem. Vào thì thấy tủ vẫn đầy đồ ăn. Và rồi phát cho dân, khi hết rồi, dân chúng còn đông quá thì cứ phát mà không hết. Cho thấy rằng một con người có thể làm được những điều kỳ diệu là bởi vì người đó mang lấy tình thương của Chúa và được sự thánh thiện, thánh thiêng của Chúa ở trong mình. Cho nên Ngài đi đến đâu thì như là Chúa hiện thân đến đó. Rồi cứu những người ta, nếu cần phải những điều kỳ diệu, tuyệt vời, lạ lùng hơn, vẫn làm được. Đó là có một con tàu đang bị sóng đánh và người thân đang đứng ở trên bờ biển và chờ đợi những người thân, thì thấy sóng đánh tàu sắp chìm và thấy nguy hiểm quá, không làm sao, dân chúng la hét khóc lóc, thì bỗng nhiên thấy một người đi trên mặt nước rồi cầm con thuyền, kéo cái con thuyền nó đi vào bờ. Mọi người nhìn thấy thì thấy đúng là một người gọi là siêu phàm rồi, một vị thánh rồi, nhưng mà đến nơi tìm thì không thấy Ngài đâu, Ngài đã bị đi đâu chỗ khác rồi. Không phải để cho người ta ca ngợi tôn vinh, nhưng mà để cho thấy rằng nếu cần, Chúa có thể hành động một cách là đặc biệt, tuyệt vời để thay đổi cái hoàn cảnh sống. Và thưa anh chị em, nhưng cái quan trọng nhất là cái gì? Không phải là chỉ giải quyết những vấn đề cuộc sống, nhưng mà quan trọng là đem ơn cứu độ. Làm sao cho người ta trở về được với Chúa? Làm sao cho người ta gặp được Chúa? Làm sao để cho người ta thay đổi cuộc sống, để người ta sống với Chúa? Vì vậy cho nên thánh nhân cũng đã làm những điều kỳ diệu, đó là hoán cải các tâm hồn. Có những người chạy theo bùa ngải, chạy theo pháp thuật, và thánh nhân đã mời anh ta đi theo mình, bảo: tôi có một cái kho tàng này quý lắm, đi theo tôi. Cuối cùng đến một nơi hoang vắng, Ngài rút cho thánh giá: đây là kho tàng mà Chúa ban cho chúng ta đây. Thấy cái anh kia là một người tưởng là ông sẽ cho mình những cái pháp thuật này khác, nhưng mà trao họ cho anh ta Chúa. Và có nhiều người đang sống trong đời sống hư đốn, tội lỗi, thì thánh nhân đến để chỉ cho họ biết phải thay đổi. Khi dẫn các thầy đi hành hương ở núi của Thánh Mikae, thì có những người hàng quán tìm cách bắt chẹt, cho nên khi đưa vào ăn uống thì thấy rằng ông đó ông tính gắt đắt gấp 3 lần. Thánh nhân bảo: chúng tôi đâu có nhiều tiền đâu, xin bớt cho chúng tôi không có muốn ăn, nghĩa là chiếm đoạt, nhưng mà xin tính ít tiền thôi. Nhưng ông chủ bảo: không tính ít gì cả, phải trả hết. Thánh nhân bèn phải bấm bụng trả số tiền lớn, nhưng mà nói với người chủ quán: phải nghĩ lại đi, bằng không thì chuyện xấu sẽ xảy đến. Và việc đầu tiên sẽ thấy là con lừa nó sẽ không sống được đâu. Thế là Ngài đứng lên cùng với các thầy đi ra. Đi một tí thì đứa con về báo cho bố: bố ơi, con lừa chết rồi. Thấy như vậy thì hoảng hốt quá, bèn chạy tới gọi ông thầy: thầy ơi, thôi chúng tôi không tính đồng nào đâu. Nhưng thánh nhân bảo: đừng làm điều đó, đừng làm điều xấu như vậy, không tốt đẹp gì đâu. Những điều mình làm xấu, hậu quả sẽ xấu. Có những người thì đến nơi xin mượn cái gầu để kéo nước, không cho. Thì thánh nhân bảo: không cho thì sẽ không còn nước mà uống đâu. Và quả thật chỉ một lúc sau thì giếng cạn khô, có gầu cũng chẳng có gì mà múc. Bèn phải chạy tới để cầu cứu với thánh nhân. Và thánh nhân đứng trên giếng và làm dấu thánh giá, nước lại chảy ra. Cho thấy rằng những con người ấy cần phải được hoán cải. Cho nên có những dấu chỉ Ngài có thể cho thấy rằng Chúa có thể hành động để mà cho người ta mất hết những gì mà người ta đang tìm kiếm. Cho nên thưa anh chị em, nếu chúng ta đi tìm Chúa mà không đi tìm Chúa, đi tìm cái thế gian, ngày nào đó
cắt đứt hết nếu chúng ta không có Chúa. Cho nên thưa anh chị em, hãy để cho Chúa dẫn dắt chúng ta đi con đường đúng. Và thánh nhân muốn dẫn người ta đi đến với Chúa, thay đổi người ta đi, đừng sống như cũ nữa. Và một trong những điều có thể nói là vĩ đại Ngài đã thực hiện, đó là cho hai gia đình ở Castel Grande, hai người, hai dòng họ Carusi đã thù địch với nhau, bởi vì cái ông tên là Marco đã giết người, xin lỗi, cái ông Martino đã giết cái đứa con của ông Marco. Thế là hai gia đình sẽ đi đến chỗ chém giết nhau, và chắc chắn sẽ có một cuộc chiến xảy ra. Hai gia đình lớn đã quyết định rồi, nhưng thánh nhân đến khuyên nhủ gia đình ông Marco thôi tha thứ cho người ta. Thì ông ta nghe lời thánh nhân, bắt đầu thấy dịu lại và muốn tha thứ. Nhưng bên kia nhất, bên gia đình vợ không chịu, và thánh nhân phải đến một lần nữa thuyết phục, nói rằng thì là hãy tha thứ đi, bởi vì nếu không tha thứ chúng ta không muốn chấp nhận Chúa. Thì bây giờ Ngài để thánh giá xuống, ai không tha thứ bước lên thánh giá đi, thì không ai dám bước, nhưng vẫn quyết tâm không muốn tha thứ, bảo nói rằng con chết như vậy mà không trả thù thì không xứng đáng. Thánh nhân nói một câu: con của ông bà đang ở trong luyện ngục, không tha thứ thì nó sẽ còn ở đó. Bây giờ có muốn tha thứ để cho con được về thiên đàng không? Thế thì lúc đó gia đình mới thấy, vâng, quỳ xuống, chúng con xin tha thứ. Và rồi hai gia đình đã được ơn hòa giải. Và thánh nhân nói là con ông bà bây giờ đã được hưởng hạnh phúc rồi. Và cả cái dân thành đó phải nói rằng vô cùng hân hoan, vì một cái tai họa xảy ra khi người ta còn đang thù hận nhau thì thánh nhân đã đưa họ về với Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, hôm nay chúng ta muốn nói về cuộc đời của Thánh Giê-đô, nhưng chúng ta thấy lời Chúa nói những con người nhỏ bé, những con người đơn sơ, những con người hèn mọn thì Chúa lại dùng vào công việc của Chúa để cho thấy rằng không, Chúa không cần chúng ta tài năng đâu, Chúa không cần chúng ta có nhiều sức khỏe đâu. Thánh nhân chết năm 29 tuổi, trẻ lắm, chỉ có 5 năm ở trong nhà dòng thôi, nhưng làm được vô số những điều lành, vô số những điều kỳ diệu, vô số những điều tốt cho các linh hồn. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta trở nên khiêm tốn, trở nên những con người nhỏ bé trước mặt Chúa, mà anh chị em thấy Chúa đến với anh chị em, những cái thành công mà Chúa đã làm với các tâm hồn ở nơi đây lớn lắm, lớn hơn nhiều nước nữa. Nhiều nước có thể nói là không làm sao mà cho người ta hoán cải được. Nhưng mà anh chị em đã trở về với Chúa, cho thấy là ơn huệ của Chúa đã được thực hiện nơi anh chị em. Chúng ta phải cảm tạ Chúa. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cùng với Thánh Giê-đô cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta, và đặc biệt ban cho nhà dòng một vị thánh, để rồi người ta đến để mà cầu xin với Ngài thì cũng lại học với Ngài, học với Ngài để trở nên nhỏ bé khiêm tốn trước mặt Chúa. Và những ai nhỏ bé khiêm tốn trước mặt Chúa thì sẽ thấy rằng cuộc đời này không phải là một cuộc đời đầy những điều bất hạnh đâu. Nó khó khăn đấy, nhưng những ai đến với Chúa, Chúa nói là hãy đến với ta tất cả những ai lao đao vác nặng, ta sẽ bổ sức cho. Hãy học cùng ta, hãy lấy mang lấy ách của ta, vì ách của ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng. Vậy thì chúng ta thấy đến với Chúa chúng ta được những điều tốt lành ấy, vậy thì dại gì chúng ta lại không chạy đến với Ngài. Và hôm nay hãy nhìn lên gương mẫu của Thánh Giê-đô để thấy rằng Chúa đang làm việc, Chúa đang hành động nơi những con người nhỏ bé như chúng ta. Tôi biết có nhiều anh chị em đã đưa được rất nhiều người về với Chúa chỉ bằng cái sự chân thành của mình, bằng cái sự nhỏ bé của mình, bằng cái sự tin tưởng của mình. Hãy để cho Chúa hành động nơi anh chị em, và hãy cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã làm cho anh chị em, và xin Chúa tiếp tục cho chúng ta là những khí cụ ở trong tay Chúa, để Chúa dùng chúng ta vào bất cứ việc gì Ngài muốn. Anh chị em dòng Chúa, anh em dòng Chúa, thế chúng tôi đã đến ở trên đất này, và chúng tôi cũng cảm thấy rằng đây là một điều vô cùng cao quý mà Chúa đã ban cho dòng Chúa thế chúng tôi. Không phải chúng tôi đã làm được gì cho anh chị em, mà Chúa đã làm cho chúng tôi thấy được Chúa qua anh chị em. Và chúng tôi cảm thấy rằng những gì chúng tôi làm là nhỏ bé, nhưng Thiên Chúa đã sử dụng những điều ấy để đem lại những ích lợi cho anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho nhà dòng chúng tôi, sau 50 năm đã ở đây với anh chị em, thì xin Chúa cũng cho chúng tôi tiếp tục được phục vụ anh chị em, và cho chúng tôi vẫn luôn luôn có tinh thần của Thánh Giê-đô,
nghĩa là để Chúa hành động và để Chúa đem những điều kỳ diệu đến và để Chúa cho chúng tôi thấy Chúa đang hiện diện và đang hoạt động nơi vùng đất được chúc phúc, nơi những con người được Chúa chúc phúc. Xin Chúa cho chúng ta được luôn luôn sống cái tinh thần nhỏ bé để chúng ta trở thành những khí cụ tốt lành của Chúa. Amen.